Đây, mình chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Giá Chỉ Thiên ở khu vực Cồn Châu Ma nha các bạn. Thì tiếp tục video các bạn chia sẻ cho quý anh chị và các bạn mình cùng tham khảo Giá Chỉ Thiên tại khu vực Cồn Châu Ma, Hồng Ngự, Đồng Tháp để mọi người cùng tham khảo giá cả ở khu vực này nha các bạn. Thì hàng ngày kênh sẽ cố gắng để cập nhật giá sớm nhất để cho quý anh chị và các bạn mình cùng xem và tham khảo trước nha các bạn. Thì nói chung thì thương lái mua thì cũng tùy theo từng loại ớt, từng đợt hái, từng lứa hái cũng như là từng khu vực mà có giá cả khác nhau nha cả nhà. Thì em chủ yếu thì chỉ chia sẻ cho cả nhà mình cùng tham khảo Giá Chỉ Thiên ở tại khu vực Cồn Châu Ma, Hồng Ngự, Đồng Tháp để mọi người tham khảo thôi ha. Thì cũng không để quý anh chị và các bạn mình chờ lâu, thì cũng quay trở lại tình hình Giá Chỉ Thiên hôm nay là ngày 6 tháng 4 năm 2024. Thì thương lái ở đây có mua và trả giá ở tại khu vực Cồn Châu Ma, Hồng Ngự, Đồng Tháp. Thì với Giá Chỉ Thiên, giá dao động tầm khoảng từ 12.000 cho đến 14.000 đồng trên ký các bạn. Cụ thể thì hàng ớt chợ thì giá dao động tầm khoảng từ 12 đến 13. Còn hàng ớt đẹp thì giá dao động 14 nha cả nhà. Thì ớt hôm nay thì giá cả nó giảm rất là nhiều các bạn. Tụt rất là nhiều nên là ớt thì một số khu vực ở Cồn Châu Ma nó nhổ hết rồi. Không còn ấy nữa nên là chuyển sang trồng bắp và một số cây ăn trồng khác nữa nha cả nhà. Thì cũng chia sẻ giá cả để cho cả nhà mình cùng nắm. Thì cũng tiếp tục cập nhật giá hàng ngày, cố gắng để quay cho quý anh chị và các bạn mình cùng xem và tham khảo nha. Rồi cái video thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem video, giúp tất cả các bạn mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.